Quý vị và các bạn đang theo dõi sự kiện siêu trang máu được tường thuật trực tiếp trên ứng dụng VTC Now, trang web VTC Now và các nền tảng xã hội của VTC Now. Tôi là Thái Anh, người sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong sự kiện ngày hôm nay. Chiều tối nay 26 tháng 5 thì chúng ta sẽ có cơ hội quan sát hai hiện tượng thiên văn nguyệt thực và siêu trăng cùng lúc. Hãy thông tin ngay tới bạn bè và người thân của mình để cùng theo dõi. Vì nếu bỏ lỡ sự kiện này, bạn sẽ phải chờ tới ngày 15 tháng 5 năm 2022 để có thể quan sát được sự kiện nguyệt thực toàn phần tiếp theo. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn hãy hướng lên màn hình, chúng ta cùng đến với những hình ảnh nguyệt thực toàn phần tại các điểm cầu kết nối của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lần nguyệt thực này sẽ là lần nguyệt thực toàn phần diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2021 và chúng ta đang được theo dõi những hình ảnh tại Mexico và Chile. Đây là những hình ảnh nguyệt thực tại Mexico và Chile, thưa quý vị và các bạn. Trung tâm Thái Bình Dương với hầu hết nước Australia, New Zealand và vùng rìa của châu Đại Dương có thể sẽ quan sát được toàn bộ quá trình của sự kiện này. Nguyệt thực sẽ đạt cực đại vào lúc 19:19 theo 7:19 theo múi giờ miền Đông, tức là 18:19 theo giờ Việt Nam. Dĩ nhiên thì chúng ta biết được là thời điểm mà đạt cực đại thì đã qua rồi và bây giờ là 19:52 theo giờ Việt Nam. Chúng ta sẽ ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ tới với những hình ảnh tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là những hình ảnh của siêu trăng tại Việt Nam và chúng ta thấy được là hiện tại thì siêu trăng thì đã qua thời điểm là đạt cực đại và rất là tiếc chúng ta không thể xem được cái thời điểm này vì một điều đơn giản thôi. Việt Nam thì chúng ta khi mà nguyệt thực toàn phần bắt đầu lên thì Việt Nam chúng ta thì vẫn còn sáng và lúc đó thì trăng vẫn chưa lên. Và khi mà trăng chưa lên thì chúng ta chưa có thể là quan sát được mặt trăng. Nhưng hiện tại thì chúng ta có thể thấy được là chúng ta có thể quan sát được hiện tượng nguyệt thực một phần. Chúng ta đang là ở pha ra của nguyệt thực toàn phần. Đây là pha nguyệt thực một phần.
Những hình ảnh mà chúng ta đang được quan sát ở đây chính là những hình ảnh mà được gửi tới từ Quảng Ngãi. Đây là những hình ảnh mà nhóm những người yêu thiên văn đang gửi tới cho chúng ta hiện nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn một số thông tin về lần nguyệt thực lần này. Đây là chi tiết về thời gian diễn ra nguyệt thực toàn phần theo giờ Hà Nội. Trong suốt 14 phút nguyệt thực toàn phần diễn ra thì mặt trăng có thể sẽ có màu đỏ hay còn gọi là trăng máu, và lần nguyệt thực này diễn ra chỉ vài giờ sau khi mặt trăng đạt tới điểm gần với trái đất nhất, tức là điểm cận địa. Chính vì vậy nó được gọi là siêu trăng máu. Theo giờ Việt Nam thì nguyệt thực nửa tối sẽ bắt đầu vào lúc là 15:47 chiều, nguyệt thực một phần bắt đầu vào lúc 16:45 chiều, nguyệt thực toàn phần thì bắt đầu vào lúc 18:11 chiều. Nguyệt thực đạt, và chúng ta biết được là những thời điểm này thì đều là những thời điểm vào ban ngày mà chúng ta đang quan sát mặt trăng thì rất là khó để có thể quan sát được. Bắt đầu là nguyệt thực đạt cực đại vào lúc 18:18 phút, tức là 6:18 phút tối. Thì chúng ta sẽ có được là, nếu mà theo đúng dự đoán, theo dự kiến thì chúng ta có thể quan sát được tùy địa điểm ở trên đất nước Việt Nam. Địa điểm sớm nhất sẽ là ở khoảng vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng rất tiếc là hôm nay là ở thành phố Hồ Chí Minh thì thời tiết đã không ủng hộ và khá là nhiều mây. Do đó là chúng ta không thể quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Lúc mà đạt cực đại đến nguyệt thực toàn phần sẽ kết thúc là vào 18:25. Bây giờ thì chúng ta được nhìn thấy bây giờ là thực tế là nguyệt thực toàn phần thì đã kết thúc rồi, và chúng ta đang ở pha là nguyệt thực một phần. Bắt đầu từ khoảng 18:30 thì ở thủ đô Hà Nội thì mặt trăng mới bắt đầu xuất hiện từ đường chân trời. Và ngay bây giờ đây thì tất cả quý vị và các bạn ở trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam có thể hướng về phía đông. Vâng, tôi xin nhắc lại là hướng đông ạ. Chúng ta, nếu chúng ta muốn theo dõi sự kiện nguyệt thực thì chúng ta sẽ phải hướng về phía đông để có thể bắt đầu quan sát mặt trăng. Hướng đông là hướng mà chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng, vì mặt trăng là sẽ mọc, hôm nay là sẽ mọc từ hướng đông ạ. Hiện tượng nguyệt thực một phần đã bắt đầu vào lúc là 18:25 và dự kiến là sẽ kết thúc vào 19:52. Và đến hiện tại thì pha một phần đã kết thúc và đang tới là pha nguyệt thực nửa tối. Pha nguyệt thực nửa tối này sẽ tiếp tục là... Bây giờ chúng ta nhìn lên bầu trời, như quý vị và các bạn có thể thấy được là hình ảnh mà đang ở trên màn hình. Hình ảnh này đang được quan sát tại Quảng Ngãi. Vâng, hơi rung giật một chút là tại vì là gió ở đây cũng khá là mạnh, nên là quý vị và các bạn cũng thông cảm một chút. Chúng ta nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy là mặt trăng của chúng ta là đã bị ăn mất là rất nhiều phần rồi. Và bây giờ là chỉ còn một phần gọi là rất nhỏ, như là cái vỏ dưa hấu bị ăn ạ. Thì pha nguyệt thực nửa tối sẽ bắt đầu vào lúc là 19:52. Bây giờ thì chúng ta đang ở pha một phần, nguyệt thực một phần. Nó sẽ diễn ra vào khoảng từ 18:25 cho đến 19:52. Và chúng tôi sẽ liên tục là cập nhật cho quý vị và các bạn các thông tin về sự kiện nguyệt thực lần này. Vâng ạ, có bạn đang hỏi là chúng ta đang, những hình ảnh ở trên màn hình là đang quan sát ở đâu, thì tôi xin nhắc lại là những hình ảnh mà chúng ta đang quan sát được ở trên màn hình đó chính là từ tỉnh Quảng Ngãi ạ. Đây là những hình ảnh mà Hội Yêu Thiên Văn Việt Nam đã gửi tới, đang gửi tới cho chúng ta từ tỉnh Quảng Ngãi. Theo dự kiến thì pha toàn phần, pha nguyệt thực toàn phần của năm 2021 của sự kiện hôm nay thì chúng ta có thể quan sát được ở một số tỉnh phía Nam. Tuy nhiên thì các tỉnh phía Nam hôm nay thì cũng khá là nhiều mây, do đó là cũng thời tiết cũng khó có thể là chiều lòng được chúng ta. Tuy nhiên thì tới thời điểm hiện tại thì các khu vực là tầm khoảng
Quảng Ngãi hay là Hà Nội, quý vị và các bạn nhìn lên hướng mắt về phía đông thì chúng ta cũng có thể thấy được những hình ảnh mà nguyệt thực. Chúng ta về sự kiện nguyệt thực thì có một cái rất là hay là chúng ta sẽ không cần phải sử dụng bất kỳ một thiết bị nào đặc biệt. Ví dụ như là nhật thực thì chúng ta phải sử dụng kính đặc biệt để quan sát, bởi vì như chúng ta đã biết là nếu mà chúng ta nhìn thẳng vào mặt trời thì sẽ rất là có hại cho mắt. Tuy nhiên là hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng mà trăng bị mất một phần, thì chúng ta có thể là chỉ cần nhìn lên thôi là chúng ta có thể thấy được mặt trăng là đang hiện tại bây giờ là ở Việt Nam. Chúng ta quan sát mặt trăng thì đều nhìn thấy là mặt trăng đang mất một phần của mình. Nó không, hôm nay là chính xác là trăng rằm đấy ạ. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là mặt trăng của chúng ta là chỉ có một phần và bị che mờ đi những phần còn lại. Đây được gọi là pha nguyệt thực một phần. Hôm nay là nguyệt thực toàn phần, nhưng nguyệt thực toàn phần thì lúc đó thì trăng chưa lên, chúng ta chưa thể quan sát được. Bây giờ là nguyệt thực một phần, mặt trăng sẽ dần dần lộ ra toàn bộ, sẽ sáng trở lại. Và chúng ta biết được rằng là không chỉ đây là hiện tượng nguyệt thực mà còn đây còn gọi là hiện tượng siêu trăng. Tại vì là hôm nay là trùng hợp là vừa có hiện tượng là nguyệt thực toàn phần và hiện tượng gọi là siêu trăng. Lần nguyệt thực này thì diễn ra chỉ vài giờ sau khi mặt trăng đạt tới điểm gần với trái đất nhất, tức là điểm cận địa. Chính vì vậy nó gọi là siêu trăng. Và vì là khi mà có sự kiện nguyệt thực thì chúng ta quan sát được khi mà nguyệt thực, mặt trăng sẽ bị che phủ và sẽ có một màu đỏ như là màu máu. Thì chúng ta sẽ gọi sự kiện này gọi là sự kiện siêu trăng máu. Thời gian tốt nhất để quan sát hiện tượng này sẽ chính là thời điểm hiện tại, tức là thời điểm từ 7 giờ tối trở đi. Thì lúc này thì khi mặt trăng đã nhô lên đường chân trời và không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi bụi và khí quyển, lúc này là lúc mà chúng ta hoàn toàn gọi là thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta có thể theo dõi mặt trăng. Tại Việt Nam thì tất cả các tỉnh, thành phố đều có thể quan sát được hiện tượng này ạ. Tuy nhiên là không phải khu vực nào cũng quan sát được pha nguyệt thực toàn phần. Trong đó thủ đô Hà Nội thì cũng là một trong những địa điểm như vậy, vì lúc đó thì mặt trăng chưa thể nhô lên khỏi đường chân trời. Lúc đó thì vẫn là trời sáng đúng không ạ? Tuy nhiên thì ngay cả với những khu vực mà có thể quan sát được pha toàn phần thì điều này cũng khá là khó. Vì pha toàn phần xảy ra khi mặt trăng vừa mới mọc, còn đang ở rất thấp trên đường chân trời. Bạn hoàn toàn có thể là quan sát bằng mắt thường mà không cần dùng kính thiên văn hay bất kỳ thiết bị đặc biệt nào khác. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng ống nhòm hay một kính thiên văn nhỏ thì sẽ làm nổi bật các chi tiết trên bề mặt mặt trăng, như chúng ta có thể thấy đây. Những hình ảnh rất là rõ nét, rất sắc nét tới từ Hội Yêu Thiên Văn Việt Nam. Chúng ta hãy chọn một địa điểm thoáng đãng, không ô nhiễm ánh sáng và nhìn về phía đông ạ. Tôi nhắc lại, chúng ta hãy nhìn về phía đông vào lúc bây giờ là khoảng từ 7 giờ tối trở đi, khi mặt trăng đã mọc lên, và tận hưởng sự kiện tuyệt vời này. Bạn có thể quan sát tốt nhất pha một phần là từ 18 giờ 30 phía đông, khi mặt trăng đã nhô lên khỏi đường chân trời cùng với chòm sao Bọ Cạp. Tuy nhiên là như chúng ta đã biết là hôm nay thì thời tiết cũng đã không ủng hộ những tỉnh thành mà có thể quan sát được pha toàn phần ở Việt Nam. Còn đến pha một phần thì chúng ta đang quan sát ở đây là hình ảnh rất là đẹp. Vâng, quý vị và các bạn không, nếu mà chúng ta nhìn lên mặt trăng thì quý vị các bạn không tin được đây là trăng tròn đúng không ạ? Nhưng thực tế thì nếu chúng ta mở lịch ra thì chúng ta biết được hôm nay chính là ngày rằm đấy ạ. Và đúng ra thì trăng là phải tròn, nhưng bây giờ chúng ta đang nhìn thấy là trăng đang bị khuyết đi, và khuyết đi một cách rất kỳ lạ. Đây chính là hiện tượng nguyệt thực ạ. Hiện tượng nguyệt thực thì xảy ra khi bóng của trái đất chắn ngang ánh sáng của mặt trời chiếu đến mặt trăng. Tức là nói cách khác là nếu mặt trăng đi vào vùng bóng của trái đất thì khi đó sẽ xảy ra hiện tượng nguyệt thực, được chia làm 3 loại là toàn phần, một phần và nửa tối. Trong đó ấn tượng nhất là nguyệt thực toàn phần, khi mà bóng của trái đất hoàn toàn che khuất mặt trăng. Thì rất khó khăn vì chúng ta ở Việt Nam thì không, gần như là không thể có thể quan sát được cái pha toàn phần này. Tuy nhiên là chỉ một chút nữa thôi, khi chúng ta sẽ tới với những hình ảnh của những đất nước khác thì chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những hình ảnh mà gọi là nguyệt thực toàn phần.
của các đất nước khác ạ. Lần nguyệt thực này thì sẽ là lần nguyệt thực toàn phần diễn ra vào ngày 26 tháng 5, tức là ngày hôm nay đấy ạ. Trung tâm Thái Bình Dương với hầu hết nước Australia, New Zealand và vùng rìa của châu Đại Dương có thể quan sát được toàn bộ quá trình của sự kiện này. Nguyệt thực sẽ đạt cực đại vào, như chúng ta biết là cực đại thì đã qua rồi, vào 18:19 theo giờ Việt Nam. Lần nguyệt thực gần đây nhất là nguyệt thực nửa tối vào ngày 29-30 tháng 11 năm 2020, có thể nhìn thấy từ Bắc đến Nam Mỹ, Thái Bình Dương và những khu vực lân cận. Còn lần nguyệt thực tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 19 tháng 11, có thể quan sát được là ở Bắc và Nam Mỹ, Australia, một vài nơi ở châu Âu và châu Á. Thì xuyên suốt lịch sử, nguyệt thực đã gây ra rất nhiều là sự kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi, hay là đặc biệt khi là nguyệt thực toàn phần xảy ra, vì lúc đó thì mặt trăng chuyển thành một màu đỏ như máu, khiến người ta không hiểu là nguyên nhân nguyệt thực xảy ra có phải là do khiếp sợ và họ đã rất là sợ, đổ lỗi cho là các vị thần. Vâng, và chúng ta có thể nhìn thấy ở trên màn hình lúc trước thì mặt trăng mới chỉ là một cái viền, và bây giờ thì chúng ta đã thấy là mặt trăng đang di chuyển dần dần và ánh sáng đang quay trở lại với mặt trăng. Chúng ta nhìn thấy là cái mặt trăng nó cứ mở dần ra, và đến khoảng tầm theo như thông tin chúng tôi dự đoán, theo thông tin dự đoán thì cái pha nguyệt thực nửa tối kết thúc, tức là khi này thì mặt trăng sẽ quay trở lại hoàn toàn là trăng sáng, trăng rằm, là vào lúc 20:49 ngày hôm nay. Pha nguyệt thực một phần sẽ kết thúc vào là 19:52, còn nguyệt thực nửa tối sẽ kết thúc vào 20:49 ngày hôm nay. Vâng, và chúng ta tạm rời mắt qua những hình ảnh ở hiện tại, những hình ảnh trực tiếp ở Việt Nam thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy gọi là rất là rõ ràng, nếu chúng ta chỉ cần ngửa mặt lên nhìn lên bầu trời thì rời khỏi những hình ảnh mà chúng ta tạm rời khỏi những hình ảnh trực tiếp tại Việt Nam, chúng ta sẽ tới một số những hình ảnh rất là đẹp về mặt trăng trong ngày hôm nay, trong ngày nguyệt thực và siêu trăng. Đầu tiên thì mời quý vị và các bạn đến với những hình ảnh tại đất nước Hy Lạp. Đây gọi là trăng hoa đấy ạ. Chúng ta sẽ đến những hình ảnh mà trăng mới mọc ở đất nước Hy Lạp rất là đẹp. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ạ. Vâng, và vừa rồi là những hình ảnh rất là đẹp, những hình ảnh tuyệt đẹp về trăng mới mọc, gọi là trăng hoa tại Hy Lạp. Và quý vị và các bạn ngay bây giờ thì có thể liên tục là... Vâng, xin lỗi quý vị và các bạn, vừa rồi thì đường truyền có hơi một chút trục trặc về tín hiệu. Nhưng chúng ta sẽ
Vâng, và tín hiệu đã quay trở lại rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn có thể ngay bây giờ đây, quý vị và các bạn có thể tương tác với chương trình qua các nền tảng xã hội của VTC Now như app VTC Now hay Facebook hay YouTube của VTC Now ạ. Vâng ạ, có một bạn hỏi là Ad ơi, chúng ta phải xem ở đâu thì có thể xem được là cái sự kiện này? Thì chúng tôi xin nhắc lại là quý vị và các bạn cứ hướng mắt về hướng đông ạ. Hướng mắt về hướng đông, tại vì trăng hôm nay là mọc ở hướng đông và chúng ta cứ nhìn lên hướng đông là chúng ta sẽ nhìn thấy mặt trăng, những hình ảnh. Còn những hình ảnh mà hoặc quý vị và các bạn có thể nhìn vào màn hình với VTC Now, chúng ta đang được theo dõi những hình ảnh trực tiếp qua ống kính chuyên dụng của hội. Đây là những hình ảnh tại hình ảnh trăng được truyền trực tiếp từ Quảng Ngãi. Chúng ta đang được xem những hình ảnh này là của hội người yêu thiên văn, hội những người yêu thiên văn Việt Nam đang gửi đến cho chúng ta những hình ảnh rất là tuyệt đẹp. Vâng, các bạn ở tỉnh, các bạn ở phần miền Nam thì các bạn đều nói rằng là ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh hay là An Giang thì đều nói là không thấy, thì cũng xin chia buồn với các bạn ở phía Nam vì hôm nay ở miền Nam thì có khá là nhiều mây, do đó là đáng ra là các bạn ở miền Nam có thể nhìn thấy được pha toàn phần. Nhưng mà thời tiết đã không ủng hộ nên chúng ta chỉ có thể được quan sát là bây giờ chúng ta đang quan sát là pha một phần. Vâng, có bạn ở Ninh Thuận đang nói là Ninh Thuận đang nhìn thấy trăng rất là đẹp. Và có một bạn Quảng Ninh cũng nói là trăng rất là đẹp ạ. Chúng tôi đang những hình ảnh, đây là những hình ảnh ở Quảng Nam chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ. Nếu quý vị và các bạn chỉ cần nhìn lên trời là chúng ta có thể thấy được những hình ảnh nguyệt thực rất là đẹp và rất là hiếm. Hôm nay không chỉ là nguyệt thực mà còn hôm nay lại còn là siêu trăng nữa, tức là trăng đạt cái điểm mà gọi là địa cực đại, gần với cả trái đất nhất, nên chúng ta có thể nhìn thấy là mặt trăng nó to và sáng hơn bình thường. Đấy, chúng ta hôm nay là một ngày rất là hiếm, một sự kiện mà chúng ta có thể quan sát được đến hai hiện tượng thiên văn. Vâng, bạn Thành Sang Nguyễn nói là Hậu Giang không nhìn thấy gì hết ạ. Vâng, một bạn bóng đêm ở Đắk Lắk, bạn nói rằng là Đắk Lắk đang mưa. Vâng, thì rất là, nếu mà quý vị và các bạn ở những khu vực mà không thể theo dõi được trăng thì chúng ta hãy ngay lập tức là bật VTC Now lên để chúng ta có thể xem được, là theo dõi được trực tiếp những hình ảnh nguyệt thực và siêu trăng vào ngày 26 tháng 5 ạ. Chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người. Vâng, một bạn ở Nam Định đang nói là rất nhìn thấy rất là rõ. Vâng, bạn Nguyễn Lộc có hỏi là nhìn về hướng nào, thì tôi xin nhắc lại là chúng ta nhìn về hướng đông ạ. Mặt trăng hôm nay là mọc ở hướng đông và chúng ta cứ quay nhìn về hướng đông là chúng ta có thể hoàn toàn nhìn thấy trăng. Hôm nay cũng khá là sáng, nhưng mà tuy nhiên là còn tùy thuộc vào vị trí mà quý vị và các bạn đang ở. Ví dụ như quý vị và các bạn đang ở những khu vực, ví dụ như miền Nam hôm nay là khá là nhiều mây, do đó là khó có thể là theo dõi những sự kiện thiên văn nói chung, chứ không nói riêng đến là nguyệt thực và siêu trăng. Vâng, các bạn ở khu vực miền Bắc và miền Trung đang nói là ví dụ như bạn ở, có bạn Nguyên Trần ở khu vực là nói là ở Nam Định thì là rõ. Có bạn Solar Độc Lập thì lại nói là Ninh Thuận nhìn rất là rõ. Bạn Đức Lê thì nói chỗ mình mưa to quá không nhìn thấy được. Vâng, nếu bạn không nhìn thấy được thì chúng ta có thể hướng lên màn hình. Đây là những hình ảnh rất là đẹp tại Quảng Ngãi. Và mặt trăng khi bị cái bóng của trái đất che một phần đi thì chúng ta thấy rõ ràng đây là trăng rằm.
rất là to, rất là đẹp nhưng lại bị mất miếng. Và bây giờ là đang ở pha nửa tối và đến khoảng tầm 9 giờ kém 11 thì mặt trăng sẽ toàn bộ hiện tượng nguyệt thực là sẽ kết thúc và chúng ta sẽ nhìn thấy trở lại là mặt trăng là rất là đẹp. Vâng, chúng tôi có một lưu ý là dù là đây là hiện tượng rất là hiếm, hiện tượng thiên văn rất là hiếm, tại vì hôm nay là vừa là nguyệt thực toàn phần và vừa là siêu trăng, nhưng trong tình hình là dịch Covid-19 cũng đang hết sức là phức tạp như hiện nay thì chúng tôi có lời khuyên là quý vị và các bạn là không nên ra đường tụ tập đông người để theo dõi sự kiện này. Chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi sự kiện này ở bất kỳ nơi nào và để chia sẻ những niềm vui của mình, chia sẻ cái sự phấn khích của mình khi nhìn thấy những hiện tượng thiên văn đẹp như thế này, thì chúng ta hoàn toàn có thể là ở nhà và chúng ta có thể chụp lại ảnh hoặc là chia sẻ những dòng status lên Facebook và quý vị và có thể tag VTC Now vào, tag siêu trăng VTC Now, vâng, để có thể chia sẻ được là niềm vui sự kiện ngày hôm nay thay vì là chúng ta tụ tập đông người và có thể là lây bệnh Covid-19. Vâng, rất rất nhiều bạn đang comment là nhìn lên trời thì không thể thấy, thì nếu mà ở chỗ bạn nhiều mây quá thì chúng ta không nhìn lên trời nữa mà chúng ta hãy nhìn ngay vào màn hình, chúng ta có thể hoàn toàn là theo dõi những hình ảnh gọi là rất là nét, rất là đẹp đến từ Hội Người Yêu Thiên Văn. Vâng, và chỉ chút nữa thôi, khi mà công tác chuẩn bị của chúng tôi hoàn tất thì chúng ta có thể theo dõi được những hình ảnh ở các nước khác, tại vì chúng ta biết được là ở Việt Nam thì chúng ta không thể theo dõi được pha toàn phần, nhưng ở các nước khác thì hoàn toàn có thể theo dõi được pha này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Vâng, và chúng tôi đây thưa quý vị và các bạn. Chúng ta đang được theo dõi trên màn ảnh đó chính là những hình ảnh tại Mexico. Đây là những hình ảnh được quay lại tại Mexico City. Và bây giờ là những hình ảnh này là ở pha nguyệt thực, chuẩn bị đến pha nguyệt thực toàn phần. Chúng ta có thể thấy mặt trăng ở Mexico chỉ còn rất rất nhỏ và đỏ lư như vậy. Chút nữa thôi thì mặt trăng sẽ theo hình ảnh này, chút nữa thôi thì mặt trăng sẽ hoàn toàn là bị biến mất và bị giống như là chúng ta nhìn thấy mặt trăng có một màu đỏ như máu. Đó chính là lý do tại sao chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng đỏ. Và hôm nay nếu mà bỏ lỡ sự kiện này thì chúng ta phải theo dõi, chúng ta phải chờ đến khoảng gần một năm nữa, đến ngày 15 tháng 5 năm 2022 chúng ta mới được tiếp tục theo dõi sự kiện của chúng ta. Vâng, và tạm thời rời khỏi những hình ảnh tại Mexico và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với những hình ảnh của Australia. Đây là những hình ảnh tại Sydney,
thủ đô của Australia. Vâng, và đây là pha nguyệt thực, đây là pha nguyệt thực một phần, và chuẩn bị tới nguyệt thực toàn phần ở Australia, chúng ta cũng có thể nhìn thấy là mặt trăng thì không gọi là hoàn toàn bị che khuất như ở phía Mexico, nhưng mà nó vẫn có một cái màu đỏ như máu. Vâng, và đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi được vào trong chiều nay. Còn tại Hà Nội thì chúng ta biết được là vào 18 khoảng 6 giờ thì vào 6 giờ chiều thì sẽ bắt đầu diễn ra pha nguyệt thực toàn phần. Tuy nhiên thì lúc đó thì trăng chưa mọc, đến 6 rưỡi thì trăng mới mọc lên, và lúc đó thì pha nguyệt thực toàn phần thì đã kết thúc. Chúng ta chỉ có thể theo dõi được pha nguyệt thực một phần. Chúng ta thấy được là chỉ mới vài phút trước thì mặt trăng ở Australia thì vẫn còn một cái mảng sáng, nhưng bây giờ là mảng sáng đã gần như là biến mất và chỉ còn một cái dải màu sáng rất là nhỏ. Vâng, và chia tay với những hình ảnh tại Australia, chúng ta cùng trở lại với những hình ảnh tại Việt Nam ạ. Vâng, một số bạn thì đang thắc mắc là nguyệt thực toàn phần hay nguyệt thực một phần thì có khác gì nhau. Thì xin giải thích là như sau ạ. Nguyệt thực toàn phần là cái phần bóng tối của trái đất phủ lên mặt trăng. Thì khi tia sáng mặt trời đi qua bầu khí quyển của trái đất thì bị phân tán và khúc xạ, hoặc bị bẻ cong và hội tụ lại trên bề mặt mặt trăng, khiến nó phát ra cái ánh sáng mờ ngay cả trong pha toàn phần. Nếu bạn đang đứng ở trên mặt trăng và nhìn về phía mặt trời thì bạn sẽ thấy trái đất đang che khuất toàn bộ mặt trời. Tuy nhiên bạn cũng sẽ thấy một vòng ánh sáng phản xạ phát ra phát sáng xung quanh đường viền của trái đất. Thì đây gọi là ánh sáng hội tụ trên mặt trăng trong nguyệt thực toàn phần. Còn nguyệt thực một phần thì một số lần nguyệt thực là chỉ là pha một phần. Nhưng ngay cả nguyệt thực toàn phần cũng sẽ có hai giai đoạn, một phần trước rồi sau đấy là toàn phần. Tức là bây giờ chúng ta đang nhìn thấy là pha nguyệt thực một phần. Là lúc đầu là mặt trăng của chúng ta là sáng, rồi sau đấy là bị trái đất che đi. Và chúng ta sẽ thấy là cái bóng của trái đất nó sẽ che dần lên mặt trăng, thì gọi là nguyệt thực một phần. Còn khi nào mà nó che hoàn toàn và chúng ta thấy là mặt trăng lúc đó là có thể là biến mất trên bầu trời đen hoàn toàn, hoặc là một cái vầng đỏ trên bầu trời, thì đó gọi là pha nguyệt thực toàn phần. Trong pha một phần thì mặt trời, trái đất và mặt trăng thì không hoàn toàn thẳng hàng, và bóng của trái đất khiến dường như mặt trăng bị cắn mất một phần, như chúng ta đang nhìn thấy ở đây, giống như là mặt trăng bị cắn mất một miếng. Đây cũng là nguyên nhân xuất hiện cái tên, gọi là cái tên là gấu ăn trăng, nó giống như là trăng bị cắn mất miếng. Còn nguyệt thực nửa tối thì đây là loại nguyệt thực là ít thú vị nhất, vì đây là loại mà mặt trăng nằm trong phần bóng nửa tối của trái đất. Bạn không thể nhận thấy sự khác biệt trừ khi là bạn là một người theo dõi bầu trời dày dặn kinh nghiệm, bởi vì lúc đó là mặt trăng là chỉ bị che bởi phần bóng mờ của trái đất mà thôi. Như chúng ta có thể và ngay sau đây thì chúng ta có thể theo dõi cái hình ảnh của Mexico để có thể thấy được là chi tiết hơn về cái hình ảnh này. Chúng ta cùng đến với một số hình ảnh tại Mexico. Vâng, thì chúng ta có thể nhìn thấy là mặt trăng có thể chuyển sang cái màu đỏ hoặc là đỏ nâu trong suốt cái pha nguyệt thực toàn phần. Mặt trăng đỏ có thể được nhìn thấy vì mặt trăng ở trong vùng bóng tối hoàn toàn thì một số ánh sáng từ mặt trời đi qua bầu khí quyển của trái đất và bẻ cong về phía mặt trăng. Trong khi các màu khác thì trong dải quang khổ bị khí quyển trái đất chặn lại và phân tán, thì ánh sáng đỏ thì lại có xu hướng là xuyên qua một cách dễ dàng. Do đó là khi chúng ta thấy là trái đất mà che mặt trăng thì chúng ta sẽ thấy là phần lớn là còn ánh sáng đỏ, và chúng ta thấy được là cái viền đỏ mà chúng ta đang nhìn thấy chính là phần còn lại của mặt trăng ở trong là chuẩn bị đến pha nguyệt thực toàn phần. Đây là những hình ảnh mà được ghi lại
tại Mexico. Lên trên SIL luôn chưa? Vâng, chúng ta trở lại với những hình ảnh tại Việt Nam, những hình ảnh trở lại ở Quảng Ngãi, Việt Nam. Thì nguyệt thực là một trong những hiện tượng mà dễ quan sát nhất, vì bạn chỉ cần đi ra ngoài, nhìn lên và tận hưởng. Vâng, có rất nhiều bạn đang hỏi tôi là làm thế nào để nhìn thấy. Thì quý vị và các bạn cứ quay ra hướng đông ạ. Các bạn cứ quay ra hướng đông và chúng ta sẽ nhìn thấy là mặt trăng. Và mặt trăng của chúng ta đang mất một cái miếng, bị cắn mất một miếng. Đây là trăng rằm đấy ạ, mà chúng ta bị cắn mất một miếng, đây gọi là nguyệt thực ạ. Bạn không cần phải dùng kính thiên văn hay bất kỳ một thiết bị đặc biệt nào khác. Tuy nhiên thì dùng ống nhòm hoặc là một kính thiên văn nhỏ sẽ giúp như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy được những hình ảnh ở trên màn hình. Thì chúng ta có thể nhìn được các chi tiết trên bề mặt mặt trăng. Và ngắm trăng thì luôn là một trải nghiệm rất là thú vị trong suốt quá trình diễn ra nguyệt thực. Nếu nguyệt thực mà xảy ra vào mùa đông, hãy chúng ta phải mặc áo ấm và lúc đó thì có thể mất là vài giờ để diễn ra. Còn nếu mà diễn ra vào mùa hè như thế này thì quý vị và các bạn cũng nên là tìm một chỗ để chúng ta có thể ngồi để cho đỡ mỏi, và chúng ta luôn luôn là mang theo mình nước uống để chúng ta không bị sốc nhiệt trong mùa nóng. Và nhất là trong mùa dịch hiện tại thì chúng tôi khuyên là quý vị và các bạn không nên tập trung đông người để theo dõi các kể cả là làm những công việc khác hay là theo dõi hiện tượng thiên văn, vì như thế hoàn toàn là chúng ta sẽ có thể là lây nhiễm dịch Covid-19, lây nhiễm bệnh Covid-19 cho nhau. Vâng, và nhiều bạn hỏi tôi thì sau sự kiện thiên văn, rất nhiều các bạn, quý vị và các bạn đang tương tác ở trên Facebook cũng như YouTube, rất nhiều bạn hỏi tôi là sau sự kiện thiên văn của ngày hôm nay là sự kiện nguyệt thực và siêu trăng, thì tại Việt Nam chúng ta có thể quan sát được những sự kiện, có những sự kiện thiên văn đáng chú ý nào. Thì rất tiếc là trong tháng 5 này thì chúng ta cũng đã đến gọi là cuối tháng 5 rồi. Và từ giờ đến cuối tháng 5 thì không còn sự kiện thiên văn nào đáng chú ý nữa. Nhưng đến tháng 6 thì chúng ta cũng có khá là nhiều sự kiện hay để chúng ta có thể quan sát. Đầu tiên thì chúng ta là theo thông tin từ website của Hội Thiên văn Hà Nội. Thì vào ngày tháng 6, tức là tháng sau ạ, vào ngày mùng 10 tháng 6, chúng ta sẽ quan sát được là hiện tượng trăng non. Mặt trăng sẽ nằm ở cùng phía của mặt trời so với trái đất và sẽ không thể quan sát được trên bầu trời đêm. Pha này sẽ xảy ra vào 5 giờ 54 chiều mùng 10 tháng 6. Vâng, là sự kiện trăng non đấy ạ. Đây là thời điểm tốt nhất trong tháng để quan sát những vật thể mờ như các thiên hà hay cụm sao, vì bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng. Những người nào mà yêu thiên văn và thường xuyên quan sát bầu trời, quan sát các cụm sao hoặc là chụp ảnh những cụm sao hay chụp ảnh thiên hà, thì thời điểm này là thời điểm rất thích hợp vì chúng ta không bị ảnh hưởng bởi cái ánh trăng chiếu vào. Tiếp theo thì cũng trong ngày mùng 10 tháng 6 thì chúng ta sẽ có một hiện tượng là nhật thực vành khuyên. Nhật thực vành khuyên thì xảy ra khi mặt trăng ở quá xa so với trái đất để có thể hoàn toàn là che phủ mặt trời. Điều này thì dẫn đến là xuất hiện một cái vòng ánh sáng quanh mặt trăng tối thẫm. Thì vành, gọi là vành nhật hoa của mặt trời, sẽ không thể được nhìn thấy vào thời điểm xảy ra nhật thực vành khuyên. Đường đi của hiện tượng này sẽ hạn chế ở một số vùng như là vùng Viễn Đông nước Nga, Bắc Băng Dương, Tây Greenland và Canada. Nhật thực một phần sẽ quan sát được ở vùng Đông Bắc nước Mỹ, châu Âu và phần lớn nước Nga. Rất tiếc là Việt Nam chúng ta không thể quan sát được hiện tượng này. Vòng tiếp theo nữa là đến khoảng cuối tháng 6, vào ngày 21 tháng 6 thì chúng ta sẽ có là ngày, đây là một ngày khá là nóng, đây là ngày hạ chí. Và thời điểm hạ chí sẽ xảy ra vào lúc 10 giờ 21 sáng ngày 21 tháng 6.
Tôi xin nhắc lại là thời điểm hạ chí sẽ xảy ra vào lúc 10 giờ 21 sáng 21 tháng 6 vào tháng tới đấy ạ. Cực bắc của trái đất sẽ nghiêng về phía mặt trời, vật thể sẽ đạt đến vị trí đông bắc nhất trên bầu trời và sẽ nằm trực tiếp trên chí tuyến bắc vào 23,44 độ vĩ bắc. Đây là ngày đầu tiên của mùa hạ, tức là ngày hạ chí tại Bắc Bán Cầu, và ngày đầu tiên của mùa đông, tức là ngày đông chí vào Nam Bán Cầu. Tiếp theo nữa thì cũng cách chúng ta là đúng một tháng, tức là vào ngày 25 tháng 6. Hôm nay thì là ngày 26 tháng 5, thì đến ngày 25 tháng 6 thì sẽ là một sự kiện siêu trăng nữa. Mặt trăng sẽ xuất hiện ở phía đối diện với mặt trời so với trái đất và bề mặt của nó sẽ được chiếu sáng toàn bộ. Pha này sẽ diễn ra vào 1 giờ 40 sáng 25 tháng 6. Tôi xin nhắc lại là siêu trăng tiếp theo sẽ diễn vào ngày 25 tháng 6 vào 1 giờ 40 sáng. Những bộ lạc thổ dân châu Mỹ thời xưa thì gọi pha trăng tròn này là trăng dâu vì nó báo hiệu là thời điểm thu hoạch quả chín trong năm. Nó cũng trùng khớp với cao điểm của mùa thu hoạch dâu. Pha này cũng được biết tới dưới cái tên là trăng hoa hồng hay là trăng mật. Đây cũng là siêu trăng cuối cùng trong 3 siêu trăng của năm 2021. Vâng, tôi xin nhắc lại là vào ngày 25 tháng 6 là chúng ta sẽ có siêu trăng cuối cùng của năm 2021. Mặt trăng sẽ ở gần vị trí gần nhất với trái đất và trông sẽ có thể là lớn hơn và sáng hơn một chút so với thông thường. Vâng, và bây giờ thì chúng ta có thể quan sát được là hiện tượng nguyệt thực cũng đã gần là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ thấy được là mặt trăng là chỉ còn một phần cũng khá là nhỏ nữa. Chỉ còn bị che một phần khá là nhỏ nữa thôi. Chúng ta biết được nguyệt thực thì là một hiện tượng tự nhiên cũng khá là thú vị mà đôi khi con người có thể quan sát được. Nhưng có những cái câu chuyện kỳ bí mà xung quanh nguyệt thực lại gây hoang mang cho nhiều người. Vâng, tôi xin trích dẫn một bài viết của Chủ tịch Hội Thiên Văn Học Trẻ Việt Nam Đặng Vũ Tuấn Sơn. Thì có nhiều truyền thuyết thì lý giải cho việc xuất hiện nguyệt thực trong những nền văn hóa cổ xưa. Thì đây là thời điểm mà loài người chưa đủ kiến thức khoa học để chỉ ra những cái nguyên nhân mà thực sự. Ngày nay thì dưới ánh sáng khoa học thì hiện tượng này thì được giải thích rất là rõ ràng. Dù vậy thì nhiều truyền thuyết vẫn được lưu truyền và chúng vẫn có những tác động nhất định lên tư duy văn hóa xã hội của từng vùng miền. Đầu tiên là theo truyền thuyết của người Inca là một nền văn minh cổ ở Nam Phi, thì khi nguyệt thực xảy ra là lúc có một con báo đốm tấn công và ăn mặt trăng. Tại vì khi mà nguyệt thực xảy ra chúng ta thấy là như trên màn hình thì mặt trăng sẽ bị mất một phần, mất một miếng ấy. Vâng ạ, những tín hiệu đang được truyền về khá là không ổn. Chúng tôi sẽ rất vâng, và bây giờ tín hiệu đã quay trở lại với chúng ta rồi. Và như tôi đã nói rằng là khi mà nguyệt thực xảy ra thì là lúc một con báo đốm đang tấn công và ăn mặt trăng. Người ta giải thích là mặt trăng bị chảy máu nên là khi mà nguyệt thực toàn phần thì mới có màu đỏ sẫm như thế. Họ còn sợ là sau khi ăn mặt trăng thì con báo này sẽ lao xuống trái đất và ăn thịt người. Nên là mỗi lần cứ thấy hiện tượng này thì người Inca thường tập trung nhau lại và vung giáo về mặt trăng, đồng thời gây ra rất nhiều tiếng động, tiếng hò hét để xua đuổi cái con báo này đi. Còn bên cạnh đó thì những người Lưỡng Hà cổ thì lại cho rằng là nguyệt thực là một cuộc tấn công nhắm vào vua của họ. Nên là khi nguyệt thực diễn ra thì họ liền cho một người khác lên làm vua tạm thời để gánh hậu quả của ông vua hiện tại. Thông thường thì sau khi nguyệt thực kết thúc thì vị vua giả này sẽ bị thủ tiêu và biến mất để củng cố niềm tin của nhân dân. Vâng, những câu chuyện rất là thú vị. Còn ở phương Đông thì bản thân của từ thực trong nguyệt thực hay là trong cả nhật thực nữa, trong tiếng Việt thì lấy lại từ tiếng Hán, có nghĩa từ thực tức là ăn hoặc là bị ăn. Theo truyền thuyết của người Trung Quốc thì nguyệt thực tức là khi mà một con rồng nuốt mặt trăng và muốn nó nhả ra thì phải gây rất nhiều tiếng động để mà đuổi nó đi. Thậm chí là tới tận thế kỷ thứ 19 thì trong một lần nguyệt thực, hải quân của đất nước Trung Quốc còn bắn cả pháo về phía mặt trăng vì họ tin là họ đang tấn công một con rồng. Vâng, và chúng ta có thể thấy những hình ảnh rất là đẹp, những hình ảnh mặt trăng đang
rất là sáng. Hôm nay là ngày trăng rằm, trăng rất là đẹp. Và chúng ta thấy là lại còn có một cái khoảng nguyệt thực, một cái khoảng nguyệt thực bị che khuất. Đây là một hình ảnh cũng khá là hiếm, vừa nguyệt thực vừa siêu trăng. Và đến khoảng 8 giờ kém 9 giờ thì mặt trăng sẽ hoàn toàn là sự kiện nguyệt thực sẽ hoàn toàn kết thúc, và chúng ta sẽ có được là một mặt trăng rất là lớn, rất là sáng, sáng hơn so với bình thường. Vâng, và các bạn ở Quảng Nam, một số bạn ở Quảng Nam đã comment với chúng tôi là ở Quảng Nam đang nhìn thấy rất rõ. Hầu hết thì các quan điểm cổ xưa thì đều cho rằng là sự xuất hiện của nguyệt thực là một điềm báo xấu. Nó xuất phát là từ tâm lý là sợ những thứ bất thường, những điều khác biệt so với cuộc sống hàng ngày. Cái đáng nói là như một vài ví dụ trên là ở Trung Quốc hay là ở người Lưỡng Hà Cổ hay người Inca, thì những điều này, những niềm tin thiếu cơ sở này thì đã gây ra rất là nhiều thiệt hại trực tiếp lên con người. Thậm chí là đến tận ngày hôm nay, đến tận ngày nay thì niềm tin mơ hồ vì những cái điểm xấu vẫn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của con người ở nhiều nơi. Khi sắp vào trong thời gian diễn ra nguyệt thực thì nhiều người thì lại làm lễ thờ cúng khấn vái với cái hy vọng là sẽ thoát khỏi những tai họa mà nguyệt thực mang lại. Về bản chất thì trái đất và mặt trăng là những cái thiên thể mà không thể tự phát ra ánh sáng. Ánh sáng này thì có trên mặt đất, ở mặt trăng là do chúng hấp thụ và phản xạ lại từ mặt trời. Những ngày trăng tròn thì là thời điểm mặt trăng ở phía bên kia của trái đất so với mặt trời. Lúc đó thì toàn bộ một nửa được chiếu sáng của nó hướng về trái đất. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là nó tròn. Và nếu mà thấy nó sáng và thấy nó tròn, còn nếu mà chúng ta có được ví dụ như mặt trăng ở cái điểm mà gần nhất so với trái đất thì chúng ta sẽ thấy nó sáng hơn và tròn hơn bình thường, thì chúng ta gọi đấy chính là siêu trăng. Tuy nhiên thì có những trong những lần tròn này thì mặt trăng sẽ đi vào vùng bóng tối phía sau của trái đất. Nói một cách dễ hiểu hơn là mặt trời này, trái đất và mặt trăng sẽ nằm trên một đường thẳng theo đúng thứ tự là mặt trời, trái đất và mặt trăng. Như vậy thì khi ánh sáng từ mặt trời tới mặt trăng thì bị trái đất cản lại, chỉ còn một phần rất là nhỏ. Ánh sáng ở bước sóng đỏ và gần đỏ khúc xạ qua khí quyển của trái đất, và khi đó tới được đến phía mặt trăng. Do vậy là thiên thể này sẽ tối hơn bình thường, và khi đó thì còn mỗi ánh sáng đỏ là sau khi tới được mặt trăng sẽ tới lại, quay trở lại đến trái đất của chúng ta. Và khi chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ chỉ thấy là ánh sáng ở phía mặt trăng là sẽ có màu đỏ. Vậy nên là nếu mà việc gán cho cái hiện tượng này sự huyền bí cũng như là những dự đoán thiếu lạc quan thì là một sự phản khoa học. Nguy hại hơn thì nó còn trở thành nguyên nhân của nhiều cái hoạt động tín ngưỡng không lành mạnh, làm ảnh hưởng không tốt tới xã hội. Và kể cả nó có không phải là những hoạt động tín ngưỡng hay không đi chăng nữa, thì kể cả trong sự kiện ngày hôm nay là sự kiện siêu trăng và nguyệt thực, mà nếu quý vị và các bạn mà có tụ tập đông người để gọi là ngắm trăng thì cũng rất là gây hại. Có thể là chúng ta sẽ lây cho nhau dịch bệnh, và như thế thì rất là không tốt, đúng không ạ? Thì thay vì chúng ta ra đường và tụ họp tập hợp với nhau vào trong cái thời điểm mà dịch bệnh nguy hiểm như thế này, thì chúng ta hoàn toàn có thể ở nhà. Chúng ta chỉ cần hướng về phía đông ạ, mà chúng ta sẽ nhìn thấy là mặt trăng rất là sáng. Và đến thời điểm hiện tại, như chúng ta thấy được những hình ảnh, đây là những hình ảnh ở Quảng Ngãi, thì chúng ta thấy được là mặt trăng vẫn đang bị khuyết một phần, trăng rất là sáng, rất là đẹp, và đang bị khuyết một phần, và cái phần này là cái phần bóng tối trái đất che mặt trăng. Tuy nói thế thôi nhưng mà trên thực tế việc cái xảy ra cái hiện tượng nguyệt thực này cũng không phải là không có ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của con người. Nó rất là thú vị như vậy.
trái đất thì sẽ chịu tác động hấp dẫn đồng thời của mặt trời và mặt trăng. Thông thường thì lực hấp dẫn tác động lên hành tinh của chúng ta là từ hai thiên thể này không cùng phương mà lệch nhau một góc là nhất định. Vào những ngày trăng tròn như ngày hôm nay thì lực hấp dẫn của hai thiên thể này tới trái đất gần trùng phương với nhau nên tổng lực là lớn nhất trong mỗi chu kỳ. Khi xảy ra nguyệt thực thì ba thiên thể nằm thẳng hàng nên hai lực này gần như là hoàn toàn là trùng phương nên là tổng giá trị của chúng sẽ là cực đại. Và khi tổng lực hấp dẫn tăng lên thì trước hết thì nó sẽ làm các đợt thủy triều mạnh hơn, cao hơn. Thậm chí là người Nhật xa xưa là tin nguyệt thực báo hiệu cho các trận động đất sóng thần có thể tới. Điều này hoàn toàn không phải là mê tín mà ngày nay nghiên cứu cho thấy tại những khu vực có hoạt động địa chất không ổn định thì sự gia tăng của lực hấp dẫn là một nhân tố tác động thêm lên đến khả năng phát sinh các dao động địa chấn, nguyên nhân gây nên động đất, sóng thần hay núi lửa. Đối với lịch sinh học của con người thì đã có nghiên cứu chỉ ra rằng vào thời điểm trăng tròn, đặc biệt là nguyệt thực thì có liên quan đến việc suy giảm melatonin là một hormone liên quan đến việc điều chỉnh chu kỳ ngủ và tỉnh giấc. Vậy nên vào những ngày này thì người ta thường khó ngủ hơn, đồng thời làm tăng khả năng ức chế thần kinh. Mặc dù vậy thì ảnh hưởng này không lớn nên không quá là nghiêm trọng đối với cá nhân của mỗi người. Tôi cũng xin lưu ý rằng là tất cả những cái ảnh hưởng vật lý này thì đều khá là nhỏ. Thực tế thì chúng có tác động nhưng mà cũng không đáng kể đến đời sống hàng ngày của con người. Nguyệt thực thì lại là dịp để các nhà khoa học quan sát chi tiết hơn về bề mặt mặt trăng. Do cường độ ánh sáng giảm không gây chói như những lần trăng tròn thông thường. Qua đó thì sẽ nghiên cứu sâu hơn về nguồn gốc cũng như là hoạt động của hệ mặt trời. Và thậm chí như là đêm hôm nay thì chúng ta biết được rằng là trăng là đêm siêu trăng, trăng gần hơn chúng ta nên là sáng hơn, tròn hơn và rõ hơn rất nhiều. Vâng, bạn Nguyễn Thanh Nga thì có nói là bạn nhìn thấy là mặt trăng là có hồng nhạt. Hay là bạn Hoàng Anh thì bạn lại nói là ở Hà Nội lại không có trăng. Bạn Lisandra Cao thì có hỏi là bao giờ thì xuất hiện trăng máu. Thì xin trả lời bạn rằng là hiện tượng cái thời điểm trăng máu, tức là thời điểm trăng toàn phần thì đã diễn ra rồi. Vào khoảng 6 giờ chiều hôm nay, vì bây giờ đã là gần 8 giờ rồi. Và lúc đó thì trăng vẫn chưa lên. Vâng, chúng ta cùng chuyển sang đến một số hình ảnh ở các địa phương khác trên thế giới. Chúng ta sẽ tới với những hình ảnh tại Sydney. Sydney của Australia. Thì như chúng ta được biết là vào khoảng 6 giờ hơn ngày hôm nay thì diễn ra ở Việt Nam, có thể dự kiến là sẽ quan sát được cái pha trăng nguyệt thực toàn phần. Tuy nhiên thì lúc này thì trăng chưa lên, lúc này vẫn là thời điểm ban ngày nên là chúng ta không thể theo dõi được cái hiện tượng trăng máu. Tuy nhiên là ở một số nơi khác trên thế giới, ví dụ như Australia hay là ví dụ như là Mexico, chúng ta có thể nhìn thấy hiện tượng này khá rõ ràng, như chúng ta đang được nhìn thấy ở trên màn ảnh. Đây chính là hiện tượng mà trăng máu diễn ra ở Australia. Vâng, và giải thích cái từ trăng máu thì trăng máu là hiện tượng thiên văn xảy ra khi mà mặt trăng có màu đỏ thay vì ánh sáng trắng như thường lệ. Hiện tượng này thì được cho là thường xảy ra vào thời điểm chuyển giao giữa mùa hè và mùa thu. Theo tờ Daily Popper thì cụm từ trăng máu thì không phải là cái thuật ngữ khoa học, tuy nhiên nó thường được sử dụng để miêu tả màu sắc của mặt trăng khi hiện tượng nguyệt thực toàn phần diễn ra. Vâng, và chúng ta khi zoom ra chúng ta có thể nhìn thấy được là mặt trăng còn một cái phần rất là nhỏ thôi và màu là màu đỏ như máu. Nên chúng ta sẽ có là hiện tượng trăng máu. Tuy nhiên thì hiện tôi xin nhắc lại là đây không phải là một thuật ngữ khoa học, mà chỉ là một cái từ để chúng ta gọi là chúng ta diễn tả về mặt trăng.
Ngoài cái màu sắc kỳ dị như vậy thì trăng máu còn kéo theo là nhiều lời đồn và truyền thuyết rùng rợn liên quan đến nó như chúng tôi vừa chia sẻ. Và bên cạnh Australia thì chúng ta sẽ tới được một cái hình ảnh rõ hơn khi chúng ta tới được những hình ảnh tại Mexico. Những hình ảnh ở Mexico thì rất là rõ, rất là đỏ. Vâng ạ, đây là những hình ảnh tại Mexico mà chúng tôi ghi được vào chiều hôm nay. Chúng ta có thể thấy là cái vành còn lại, cái phần còn lại của mặt trăng sẽ chỉ còn là một phần rất là nhỏ, rất là đỏ như vậy. Thì đây là hình ảnh trăng máu. Với ánh sáng đỏ do khúc xạ màu sắc qua trái đất thì trăng máu khi xuất hiện thường được cho là dấu hiệu của ngày tận thế. Trong cuốn sách là Bốn Mặt Trăng Máu của mình, mục sư John Hagee đến từ Texas, Mỹ thì không ngần ngại cho rằng trăng máu là lời cảnh báo từ bầu trời bằng cách là sử dụng mặt trăng, trái đất và mặt trời để tạo ra các dấu hiệu cảnh báo về ngày tận thế. Trong thời cổ đại thì nhiều truyền thuyết về thiên tai thảm khốc được cho là có liên quan đến hiện tượng trăng máu như là động đất, sóng thần hay là mùa màng thất thu, dịch bệnh. Các nhà khoa học thì lý giải nguyên nhân của những truyền thuyết trên có thể là do khi trăng máu xuất hiện thì mặt trăng ở gần trái đất nhất nên tạo lực hút lớn hơn so với khi nó ở xa trái đất nhất. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là những phỏng đoán thôi, cũng không phải là những gì mà được chứng minh. Và bên cạnh đó thì trong các truyền thuyết về trăng máu rùng rợn nhất là câu chuyện nhiều người sẽ phát điên khi hiện tượng này xảy ra. Ở nước Anh thì vào thời Trung Cổ, việc phòng chống tội phạm giết người gắn liền với hiện tượng trăng máu và trăng tròn. Theo đó thì tại bệnh viện tâm thần London thì các bệnh nhân sẽ bị cùm chắc hơn trong kỳ trăng tròn. Thậm chí là thầy thuốc vĩ đại Hippocrates cũng tin rằng là có sự liên hệ giữa trăng tròn với việc là con người trở nên nguy hiểm và điên rồ hơn. Tuy nhiên thì trang mạng Seeker dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học Ivan Kelly, James Rotten và Roger Coover cho rằng là không có một cái mối liên hệ đáng kể nào giữa hiện tượng trăng máu với thiên tai hay là tỷ lệ giết người cả. Vâng, hiện tượng trăng máu thì xuất hiện ở khi trái đất ở gần mặt trăng nhất, khiến là kích thước của mặt trăng lớn hơn 8% so với bình thường và trùng với thời điểm xảy ra nguyệt thực một phần. Lúc này mặt trăng đi vào bóng của trái đất nên là nó đổi màu như chúng ta đang nhìn thấy ở Mexico rất là rõ đấy ạ. Trên thực tế thì khi nguyệt thực một phần xảy ra thì ánh sáng từ mặt trời đến mặt trăng sẽ bị trái đất che khuất đi và in bóng đen lên bề mặt mặt trăng. Tuy nhiên là khi trăng máu xảy ra thì ánh sáng của mặt trời vẫn đến được mặt trăng nhưng lại phải trải qua khúc xạ bầu khí quyển của trái đất. Điều này thì dẫn đến là ánh sáng đỏ trên bề mặt mặt trăng và nó hiếm khi xảy ra hơn so với nguyệt thực một phần hay toàn phần. Trở lại với các thời kỳ cổ đại trên trái đất thì hiện tượng nguyệt thực bị phủ lên mình một tấm màn kỳ bí với nhiều sắc thái là mờ ảo bởi các tín ngưỡng khác nhau trên khắp các vùng miền. Theo các ghi chép cổ thì người Babylon là dân tộc đầu tiên đã quan sát được hiện tượng nguyệt thực vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 746 trước công nguyên. Sau đó thì Anaxagoras là người đầu tiên giải thích hiện tượng này là do trái đất che khuất ánh sáng từ mặt trời chiếu lên bề mặt mặt trăng. Tuy nhiên là ở châu Á thì người dân Trung Quốc cổ đại và nhiều dân tộc khác lại có chung quan điểm nguyệt thực xảy ra khi là một con rồng hoặc là một con gấu ăn mất mặt trăng. Ở Trung Quốc thì trường hợp quan sát nguyệt thực sớm nhất được ghi nhận được là vào khoảng năm 1000 trước công nguyên. Hình ảnh mặt trăng bị nhuốm màu đỏ như máu và dần dần biến mất khỏi bầu trời khiến họ tin rằng đây là một điểm không lành báo hiệu nạn đói và dịch bệnh. Để đuổi con quỷ dữ đói khát đã ăn mất mặt trăng, người Trung Quốc cho rằng là phải tạo ra thật nhiều tiếng động lớn khiến nó sợ hãi. Khi nguyệt thực bắt đầu thì họ tụ tập và cố gắng gõ trống và gào thét to hết sức có thể. Tuy nhiên chúng ta biết được rằng là hiện tượng nguyệt thực thì xảy ra cũng khá là lâu, nên là vào thời cổ đại mà những người Trung Quốc hay là một số các dân tộc mà tin về những cái tín ngưỡng như thế này thì họ sẽ phải gào thét và họ sẽ phải gõ trống rất là lâu đấy, hàng tiếng đồng hồ để có thể đuổi được cái con quỷ dữ đói khát ăn mất mặt trăng này. Người dân Nhật Bản láng giềng của Trung Hoa cổ xưa thì cũng gắn hình ảnh nguyệt thực với điểm dữ vì họ cho rằng là ánh trăng khi xảy ra nguyệt thực nếu chiếu vào người có thể gây nhiễm độc. Vì thế nên là họ đã xây dựng một số hầm trú ẩn để mục đích là tránh ánh sáng mặt trăng vào những cái đêm nguyệt thực như thế này.
Một số khác thì lại cho rằng nguyệt thực đồng nghĩa với việc là sắp có động đất xảy ra. Thì như chúng tôi đã giải thích ở trên, thì do là vào thời điểm này thì mặt trăng cũng sẽ gây nên một số tác động nhất định, và đây cũng là thời điểm mà cũng có thể báo hiệu là những thay đổi và có thể dẫn tới là động đất hoặc là thủy triều. Ở Ấn Độ thì nguyệt thực lại được xem là điểm báo chiến tranh hay là sự hủy diệt. Như quý vị và các bạn cũng biết được là tại Ấn Độ thì năm trước, nếu quý vị và các bạn có theo dõi, thì VTC Now cũng đã có một điểm kết nối về hiện tượng nguyệt thực tại Ấn Độ. Tuy nhiên là chúng ta năm nay thì Ấn Độ đang chịu một cái tác động rất là lớn, tiêu cực của dịch Covid-19, nên là chúng ta không thể có được những cái vâng mà chúng ta vừa nhìn thấy là có một cái máy bay vừa bay qua phía mặt trăng. Và chúng ta nhìn thấy rõ ràng là mặt trăng bây giờ là đang có một màu đỏ như máu tại Mexico. Ở Ấn Độ thì trong ngày xảy ra hiện tượng hiếm có này thì người dân Ấn Độ không ăn thức ăn được nấu chín, không đụng tới các vật sắc nhọn để tránh gây tai họa có thể xảy ra đến với mình. Những người phụ nữ mang thai thì không được phép nhìn vào mặt trăng khi diễn ra nguyệt thực, hoặc thậm chí là không được phép ra khỏi nhà. Người dân Ấn Độ tin rằng là điều đó sẽ khiến khi mà người phụ nữ mang thai mà nhìn vào cái hiện tượng nguyệt thực thì có thể sinh ra đứa trẻ bị dị tật, và cách tốt nhất là ở nhà tĩnh tâm để sức mạnh của đấng tối cao có thể giúp họ có thêm niềm tin, xóa bỏ đi sức mạnh đen tối của mặt trăng đang bị nuốt chửng. Còn với một số người theo đạo Thiên Chúa giáo thì họ cho rằng đây là sự trừng phạt của Chúa, là cách mà người thể hiện sự phẫn nộ đối với loài người. Thường thì hình ảnh nguyệt thực được gắn liền với hình ảnh cái chết của Chúa trên cây thánh giá. Ngoài ra thì nó còn liên quan đến ngày phán xét và sự tận diệt của trái đất. Ít ai biết rằng là có một cái câu chuyện khá là thú vị, khi mà câu chuyện là nguyệt thực đã cứu sống nhà thám hiểm vĩ đại là Christopher Columbus. Khoảng 500 năm trước thì sau 3 chuyến đi đầu huyền thoại, chuyến đi thứ 4 đến thế giới mới của nhà thám hiểm này đã không gặp may. Thuyền của ông thì bị sâu bọ đục thủng và chìm dần. Không còn lựa chọn nào thì nhà thám hiểm này đã dạt tàu vào vịnh biển Thánh Annie ở Jamaica để sửa chữa. Những người thổ dân Jamaica đã tỏ ra rất tốt bụng với thủy thủ đoàn khi tiếp tế thực phẩm và các vật dụng khác để họ dựng làm nơi ở. Tuy nhiên thì những thành viên trong thủy thủ đoàn thì không đáp lại lòng tốt này. Họ chỉ trực chờ lợi dụng những thổ dân tốt bụng khi nào mà có thể thôi. Cuối cùng là khi mà quá mệt mỏi vì cái thái độ vô ơn của thủy thủ đoàn thì những người thổ dân sẽ quyết định là cắt nguồn cung cấp thực phẩm. Và để giải quyết tình trạng khan hiếm lương thực thì nhà thám hiểm Columbus đã yêu cầu các thổ dân là phải gặp mặt trước hoàng hôn ngày 29 tháng 2 năm 1504. Ông đã nói với các thổ dân là đấng tối cao không hài lòng về các ngươi. Ngài không thích cách mà các ngươi đối xử với Columbus và thủy thủ đoàn của ông ta. Ngài sẽ cho các ngươi thấy sự tức giận bằng cách đưa mặt trăng đi khỏi bầu trời. Sau đó thì mặt trăng bắt đầu nhú lên từ đường chân trời phía đông rồi chuyển dần sang màu đỏ. Càng lên cao thì mặt trăng càng bị nuốt đi và biến mất từng phần. Vài giờ sau thì hầu như không còn ai có thể nhìn thấy nó nữa. Như chúng ta hiện tại thì chúng ta biết được rằng đây chính là hiện tượng nguyệt thực. Còn lúc đó thì các thổ dân là rất là sợ hãi và hoảng loạn. Họ van nài Columbus hãy mang mặt trăng trở lại và chấp nhận tiếp tục cung cấp thực phẩm hay bất cứ thứ gì mà thủy thủ đoàn yêu cầu Columbus trong vai diễn của mình. Họ nói rằng với thái độ thành khẩn của họ thì đấng tối cao sẽ đem lại mặt trăng trở lại. Và sau đó khi nguyệt thực toàn phần kết thúc thì mặt trăng thì cũng đã trở lại như hình dạng ban đầu, khiến các thổ dân rất là vui mừng khôn xiết. Ngày nay thì nguyệt thực là một hiện tượng thiên văn kỳ thú được rất nhiều người quan tâm, chờ đón bởi tần suất xảy ra không nhiều và thời gian kéo dài thì cũng không lâu. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa qua cái thời điểm là nguyệt thực một phần kết thúc là 19h52. Bây giờ đã là 19h53. Thời điểm này thì là thời điểm kết thúc pha nguyệt thực một phần ở tại Việt Nam. Và nếu mà quý vị và các bạn có theo dõi, nhìn lên bầu trời hiện tại thì chúng ta có thể thấy được
là mặt trăng bây giờ đã quay trở lại là đã tròn như ban đầu. Chương trình của chúng tôi tới đây cũng xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thank you.